Má cái gì vậy? Con xe này là cái con mà di chả bao giờ di trượt. Sao lồn? Chưa bao giờ di trượt xe luôn đấy mọi người ạ. Ê! Xe này là cái con mà di chả bao giờ di trượt. Rank Korean hơn rank Việt Nam à? Cái đấy thì mình không chắc nhé. Anh em thử chơi đi biết nhé. Anh em thử chơi đi biết nhé. Không đến lúc lại nói tôi là dìm rank Việt nhé. Anh em cứ thử sang đánh rank Hàn thì anh em sẽ hiểu đó. Chứ tôi nói thật với anh em là trước tôi cũng nói một lần về cái rank Hàn với rank Việt đấy. Có mấy thằng nó chửi tôi là mày thì biết cái đéo gì, Faker sang Việt Nam chỉ mới kim cương thôi. Nói dựa vào đéo gì mà mày bảo rank Hàn nó hơn Việt Nam thế? Mày là cúp nhục của Việt Nam. Ui, sợ vãi luôn. Thế là lại phải ban nó anh em ạ. Ui, giờ không dám nói rồi. Kinh áp, thì mẹ mấy thằng ấy sợ lắm anh em ạ. Bấm vào Facebook, ảnh bìa toàn nhịt mẹ mày Bạch Kim. Cái thằng mà hôm chửi tôi ấy, nhịt mẹ bấm vào cái ảnh bìa tôi xem thử Facebook nó là thằng nào, xem nó nói cái gì. Bấm vào nhịt mẹ ảnh bìa. Ảnh bìa như mà ảnh bìa Liên Quân Bạch Kim ạ. Sợ vậy rồi. Faker ra ngay chỉ kim cương thôi nhá. Nó phải thế nhá. Nó phải chuẩn nhá. Ở môn nick rank Hàn là chơi được, mọi người tải ở trang chủ Hàn về là chơi thôi. Anh em nào môn nick thì liên hệ tôi nhá. Tôi đang có 3 cái nick Hàn. Một nick vàng, một nick bạc và một nick level 15. Nếu mà level 15 anh em có nhu cầu đánh cấp 30 thì bảo mình. Tất cả nick đều là chính chủ hết. Relax mid à? Ơ, mẹ team nó là như nào? What? Chưa hiểu cho lắm nhá. Trận quyết định, trận chuỗi của Duy đây anh em ơi. Phải lôi con chít tà na ra thôi. Con bài tẩy này cất giấu bao nhiêu năm nay rồi. Phải lôi ra thôi anh em. Có elite không ta? Không biết con elite đâu nhỉ? À đây con elite kia. Địt mẹ mày, thế nào? Bố mày đéo nhảy đâu, mày bị điên à? Mày bị điên à? Tao không nhảy đâu. Trời ơi. Mày bị điên rồi, tao nhảy cái gì hâm à? Trận vừa rồi thua mày đang 1x1v đây này, đang hơi căng này. Top nó không flash lại, Amid không flash được anh ấy bạn ơi, đẩy cái cục cứt ra đây. Áp lực quá, không biết. Vãi lồn luôn, không trượt xe. Má cái gì vậy? Con xe này là cái con mà di chả bao giờ di trượt. Sao lồn? Chưa bao giờ di trượt xe luôn đấy mọi người ạ. Ê! Xe này là cái con mà di chả bao giờ di trượt. À, tao lại trượt xe nhở? Con elite là mít chắc luôn đấy thề. Không một con Lucian nào đang thua con chít mà dám đứng như này hết á. À là top à. Ui. Một hit nữa R mới chết được. À đâu, quả R chết luôn mà. Nhưng mà R không tới. Đậu má, nhảy banh lút R mà không tới kìa, bắn cố quá.
Đại sư anh em. À, cái con bài tẩy Chitala của Duy này cất bao nhiêu lâu nay mà dám lôi ra đây để cất cho cái trận 1x1v này. Trận 1x1v này không phải tự nhiên Duy pick con Chitana đâu anh em. Con này là con bài ẩn của Zcom. Chit lên thần kiếm cũng được đâu em ơi, yếu lắm. Nó đâu có skin gì đâu. Này. Ủa nhưng mà mất hết cụ hết trụ à. Bruh. Ê. Cái đi con mẹ flash thẳng vào kén nhện kìa. Chicken. Flash né kiểu đéo gì lại vào kén nhện được nhờ. Ôi, flash lên kén nhện mà thế đéo nó trúng được nhờ. Đâu đi mẹ nó kiểu đéo gì ý. Tôi bung flash nhé này. Tôi từ đây này, là tôi bung flash lên đây. Nhưng mà thế đéo nào mà nó lại vẫn vào cái mặt mình được. Thế nó mới đau. Chứ quả đấy mà lé được kén là tôi bắn chết EZ tôi nhảy đi rồi. Trong đầu set up được hết rồi. Ủa, chị mẹ nhảy vào có chết mình không nhỉ? Ờ, nó hết đu bài, nó hết đu bài. Ngon thế nhỉ? Cố lên, còn lát còn hìa nha, Cái địt mẹ. Mình thiệt luôn đó. Su cái đéo gì điên à? Đừng có su chuỗi 1x1v của tao. Thằng Lucian 18-15 Lucian chết. Không có nói nhiều. Không lòng vòng anh như Hải Phòng. Thích anh thì phải không? Đúng 18-15. Không có nói nhiều gì hết à. Mẹ à mày. Ok mày điên lừa lừa. Mày bị điên à? Mẹ à, mày ai cho mày chạm vào người tao thế? Hả? Hả? Ê, ê, bậy nha. Mày chạy hộ tao cái đi nhở. Chơi Chitara 7 năm có thể bạn chưa biết. Mày oánh đi, mày như nào? Mày ăn đâu đi? Ôi cái lồng má của Lucian sợ mình kìa. Sao? Lên bạch kim 1, lói cái gì đi. Chơi chít ra lâu lắm có thể bạn chưa biết. Dùng W giết người là mình được hồi W. Thật là vãi trưởng các bạn à. Ok. Bốt mết, đừng ăn Baron. Baron là sai lầm. Game phá nhà mà, không phải game Baron nhá. Bách anh em. Sao người lại thay đổi khi trong tình yêu đổi lấy đồng tiền? Ai donate đây nhở? Mình muốn mua lick Hàn, inbox vào fanpage nha Bạch Tú nhá. Inbox vào fanpage nhá. Ủa Vũ Thi lên Đức Duy lên Bạch Thi một ít tiền nên không thể nhờ mọ mồm. Uầy cảm ơn Như Phúc nhé. Cảm ơn Như Phúc có donate Duy 20.000 qua Momo nhé. Cảm ơn Như Phúc. Từ nãy giờ mình có ai? Có người donate đây. Đúng rồi.
Cứ kèo mõm làm gì, có kèo để cho Duy không thì thôi. Cái việc gì mà phải mõm làm gì anh em, đúng không ạ? Chơi để vui mà. Bảng á, bảng đây anh em, bảng đây, bảng ở dưới nhá, góc trái nhá. Anh em nào có nhu cầu mua nick Hàn thì inbox vào fanpage nha. Duy bây giờ có mỗi 3 nick thôi, đây là số lượng nó có hạn, anh em nào mua thì bảo trước để mình còn biết. Nice. Ui, mình vẫn ăn mạng nữa. Ơ, được thật sự. Đỡ mà ngoan, em sẽ bị thương. Đánh nhà cho anh. Thôi đánh nhau mẹ đi. Vỗ tay cho gì cơ mẹ nghe. Lên. Một x một v không thể làm khó được Duy đâu. Một x một v không thể làm khó được Duy đâu. Mà mày lên luôn. Ok mọi anh em, là Duy xin một like, một chia sẻ livestream nhá. Thanh Thanh Mid Việt Nam very good, cảm ơn rất nhiều. Cho link live stream luôn, cho link live stream luôn cho nó uy tín nha, cho link live stream luôn cho nó hiểu cái con người của mình nó đang ở đâu luôn anh em.